Xót xa, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Nghệ phải mổ ruột, vừa xuất viện đã lên show phục vụ khán giả. Là một trong những người thực hiện chương trình dấu ấn huyền thoại cho nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Nghệ và chồng là nghệ sĩ Thanh Điền, Coleman nói: "Tôi được biết, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Nghệ tính đến hôm nay mới mổ ruột được quay tân, cũng vừa xuất hiện và phục hồi. Tôi nhìn chị Thanh Kim Nghệ rất là gầy và xanh, xót xa lắm. Tôi gọi là chị, nhưng các bạn phải gọi là cô, vì chị Thanh Kim Nghệ năm nay 66 tuổi rồi. Chị sinh năm 1955, lớn hơn tôi một con giáp là hơn 14 tuổi. Tôi nhìn chị ốm yếu, nhưng vẫn cố lên sân khấu làm chương trình, nên tôi rất thương chị. Chị bảo cả nhà chị ai cũng thương nên cố gắng giúp tôi làm chương trình. Quyết tâm làm, anh Thanh Điền cũng thuyết phục chị cố gắng làm để sau này để lại được một dấu ấn huyền thoại với khán giả. Anh Thanh Điền nhìn rất trẻ, khỏe và phong độ, nhưng chị Thanh Kim Huệ thì yếu lắm. Tôi ở ngoài chứng kiến mà thấy tình cảm giữa anh Thanh Điền và chị Thanh Kim Huệ vô cùng đáng ngưỡng mộ. Đã gần 50 năm trôi qua mà vẫn tươi mới như ngày mới cưới. Tôi được biết chị Thanh Kim Nghệ lập gia đình khi mới 19 tuổi, đến nay phải 47 năm trôi qua mà anh chị vẫn sống với nhau như vợ chồng son, thương vô cùng. Nhưng tôi cũng khá bất ngờ vì tuy sức khỏe chị Thanh Kim Nghệ yếu nhưng giọng hát của chị vẫn cao vút như ngày nào, giống như một cô gái mới 20. Rõ ràng chị Thanh Kim Nghệ đã là cụ bà U70 rồi mà giọng vẫn như gái 20, nghe dễ thương lắm. Tôi phải hỏi anh Thanh Điền xem có phải giọng hát ấy mà ngày xưa anh mê chị ấy đến vậy hay không. Đối với Coleman, tình cảm vợ chồng giữa nghệ sĩ Thanh Điền và nghệ sĩ Thanh Kim Huệ rất đáng được ngưỡng mộ. Và anh cũng khâm phục nhiệt huyết trong lòng của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, dù bệnh tật rất yếu nhưng chị ấy vẫn cháy ngọn lửa đam mê ở trong lòng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.